Vâng, xin chào mừng sự trở lại của tất cả các bạn đến với Kỳ Lân Luxury. Và trên tay mình cầm đây là một chiếc điện thoại 88 mặt tè Lai New. Wow, như mới, không một vết chày, không một vết xước. Và sau bao nhiêu năm ra đời, tồn tại và tung hoành trên thị trường thì đến thời điểm hiện tại mà cầm được một chiếc điện thoại 88 mặt tè nguyên dung Lai New như thế này thì rất là hiếm và rất là may mắn khi Kỳ Lân Luxury giới thiệu các bác một siêu phẩm điện thoại 88 mặt tè. Và tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury luôn luôn khẳng định đảm bảo 3 tiêu chí: một nguyên bản là một nha, nguyên zin là hai, nguyên bản nguyên zin, và tùy thuộc vào sản phẩm mà có yếu tố thứ ba, đó chính là đẹp từ 95, 96, 97, 98, 99, Lai New, thậm chí là new. Và đây là một con máy nguyên bản nguyên zin Lai New, tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta cùng nhau gọi thử coi. Đây là số hotline của Kỳ Lân Luxury. Một con máy đẹp từng góc cạnh, đẹp từng chi tiết. Gõ hai cái, với tính năng gõ hai cái là lên đồng hồ. Và tính năng rất đặc biệt nữa là khi mà chúng ta đang bọc điện thoại trong túi quần chạy xe ngoài đường, có một ai đó gọi đến thì mình chỉ việc gõ hai cái vào đây là sẽ im lặng cuộc gọi. Thì không phải hiển nhiên mà tự nhiên 8810 nó trở nên hot trên thị trường và nó trở nên rất là quen thuộc với những doanh nhân, những sản phẩm VIP này, trở nên thân thuộc với những sếp. Và video clip giới thiệu về chiếc điện thoại Nokia 88 AT Lai New đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bác có truy cập vào website kylanluxury.com hoặc là theo dõi trên kênh Facebook và YouTube Kỳ Lân Luxury. Và đừng quên gọi hotline 0901 247 247. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.